Hai bạn. Hôm nay thầy chế sẽ chia sẻ cho các bạn cách tháo khăn và thắt khăn hoàng trong nghi thức nội. Khi tháo khăn các bạn làm như sau: tay phải cầm phía trên cái nút, tay trái giữ nút chúng ta kéo ra về phía trước. Khi chúng ta tháo khăn ra thì tay chúng ta sẽ song song với mặt đất và cánh tay chết về bên phải. Thắt khăn. Bước 1, các bạn để cổ áo lên. Bước 2, dùng tay trái vuốt dãy khăn ra. Bước 3, chúng ta gấp khăn. Gấp khăn hình đại quạt, gấp tới gấp lui đó các bạn, gấp tới gấp lui đó. Bước 4, là chúng ta tròn khăn ra phía sau. Trong nghi thức nội thì không quy định là bên trái hay bên phải. Nhưng mà khi đi thi, tập thì các bạn nên thống nhất. Ở đây chúng ta thống nhất bên trái để đi thi. Các bạn đều rất đẹp. Bước 4, các bạn so hai dãy khăn bằng nhau. Bước thứ 5, hai tay cầm hai bên, tay phải cầm bên phải, tay trái cầm bên trái. Bên trái bỏ lên trên bên phải, lòm vào trong. Các bạn thấy một sợi trên, một sợi dưới không? Sợi trên, sợi dưới không? Tay phải cầm sợi trên, tay trái cầm sợi dưới, ở trên bỏ lên trên ở dưới, lòm vào trong. Sau khi thắt xong các bạn sửa lại cái nút cho nó vuông, bật dãy khăn ra để áo xuống và về vị trí nghiêng. Khi thắt xong thì cái nút khăn hoàng của mình nó nằm ở cái nút áo thứ hai, trên xuống nút số 1, nút số 2.